Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Thực tế để mà nói rằng review một cái smartphone gaming như thế này thì mình không chuyên lắm. Tại vì thực tế là mình không phải là một người chat game quá nhiều. Tại vì cái game mà mình chơi nhiều nhất thì cũng chỉ là Liên Quân thôi. Nhưng mà bởi vì các bạn hỏi về con Red Magic 6 nên rất là nhiều, thế nên mình đã cố gắng mình test game nhiều hơn, mình trải nghiệm game nhiều hơn trên cái điện thoại này. Và mình muốn hóa thân làm game thủ ấy, để mình chia sẻ đến cho các bạn một cách kỹ càng hơn những cái trải nghiệm của mình có với cái điện thoại này trong video ngày hôm nay. Đây là Red Magic 6. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết hơn về chiếc điện thoại này để xem với mức giá khoảng 14 triệu gần cho một chiếc smartphone chuyên để gaming tại XT Mobile đang bán ấy, thì có xứng đáng để các bạn xuống tiền mà mua nó hay là không? Hay các bạn có thể mua những chiếc điện thoại khác cơ bản hơn, cân bằng hơn để chúng ta sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau? Bắt đầu nhá, đánh giá kỹ hơn về Red Magic 6 ngay bây giờ. Thế thì cái đầu tiên mà mình muốn khoe và mình cực kỳ tâm đắc, mình rất là thích, đây là cái bộ sạc ở đây. Đây là bộ sạc và cáp. Sạc này 66W, nhỏ xíu. Sợi cáp này xinh xắn đáng yêu, lại còn màu đỏ nữa. Cái quan trọng là nó sử dụng cái chuẩn Power Delivery ấy, thế nên các bạn có thể sạc vô cùng nhanh cho cái điện thoại này là một. Mà các bạn cũng có thể sạc được cho phần lớn những mẫu laptop ở thời điểm bây giờ. Nó quá nhỏ, quá gọn luôn. Thề bây giờ mà cái bộ này mà bán rời thì mình nghĩ rằng nó xứng đáng mức giá khoảng 1 triệu. Bỏ qua vấn đề đó. Và kể cả nếu như các bạn có mua cái máy này mà không mà bị mất cái bộ sạc kia, thì với chuẩn Power Delivery các bạn cũng có thể tìm kiếm rất nhiều những bộ sạc khác để sạc được cho mẫu điện thoại này. Ok ở mặt đó, các bạn yên tâm nha. Và dung lượng pin 5050mAh thì nó cũng đủ để các bạn sử dụng thoải mái trong vòng 1 ngày với mức on screen ở mức tầm 6 cho đến 7 tiếng nếu các bạn sử dụng cơ bản không game. Đương nhiên là sẽ không có ai mua một cái điện thoại này về để mà sử dụng kiểu như thế cả, nên thực tế mà nói thời lượng pin nó cũng bình thường. Chơi game liên tục chắc cỡ 4 tiếng, phụ thuộc vào cái tựa game các bạn chơi và phụ thuộc vào mức FPS các bạn set nữa. Ok. Thế thì hãy nói luôn vào cái vấn đề trải nghiệm về game đi, thì nó ngon hay là không? Mình có thể nói rằng nó là một trong những con ngon nhất ở thời điểm hiện tại về cái mặt giữ FPS trong quá trình các bạn chơi game. Bởi vì cái này này các bạn, fan này, fast cooling, chỉ cần kích hoạt cái chế độ này lên thì quạt gió bên trong phần CPU sẽ hú lên và nó tạo một cái luồng gió rất tốt và tản nhiệt cho cái CPU này một cách tốt hơn. Điều này nó sẽ thể hiện một cách cực kỳ rõ ràng khi các bạn chơi những tựa game vô cùng nặng, ví dụ như là Genshin Impact. Uầy, mình mà chơi trên một vài những con điện thoại mà chắc là các bạn cũng quen thuộc rồi, như 12 Pro Max này, ví dụ chơi trên S21 Ultra này, chơi trên một vài những con sử dụng Snap 870, 888, kể cả là S21 Ultra Mi đi, chỉ cần kéo lên max setting về FPS 60 thì không thể nào nó giữ được ở cái mức đấy là 50 FPS. Nó chỉ tầm 4 mấy thôi, chứ chưa nói gì đến cái việc giữ ổn định mức tầm 60 FPS cả. Nhưng con này thì khác. Trong một vài những bí cảnh các bạn chơi trong một cái môi trường mà nó không quá rộng, thậm chí combat quái nó vẫn giữ được mức 50 FPS. Chỉ có duy nhất những cái trường hợp các bạn đi cảnh ở bên ngoài có rất nhiều những chi tiết cây cỏ các thứ thì nó mới bị sụt FPS xuống một tí xíu. Và đặc biệt khi các bạn sử dụng những cái chiêu thức kiểu lướt lướt đi á, thì cái hiệu ứng lúc này nó quá nặng thì nó mới khiến cho cái con này bị sụt xuống tổng khoảng 4x FPS mà thôi. Nhưng rõ ràng đây vẫn là một trong những con chiến của Genshin Impact, nó quá mượt. Ủa, Genshin Impact mà nó còn chơi mượt được thì các bạn cứ thử tưởng tượng những cái tựa game như là Liên Quân này, Liên Minh này, gì nhỉ, PUBG này, Call of Duty, không cần nhắc đến làm gì. Và rõ ràng đây là một trong những con máy có hiệu năng nó quá khủng khiếp đi. Và cái quan trọng hơn nữa là cái CPU nó giữ ở cái mức xung nhịp cao trong khoảng thời gian rất là dài, cho dù cái máy nó bị nóng lên rất là ghê gớm. Thì các bạn cứ thử tưởng tượng CPU nóng lên, nhiệt thoát ra đầu, thoát ra khung viền, thoát ra mặt lưng. Cái CPU nó thoát nhiệt ra ngoài càng nhanh thì phía bên trong CPU càng mát, giữ được xung nhịp càng lâu thì tay của các bạn nó lại càng bị nóng. Vậy thôi, nguyên lý đơn giản về vấn đề vật lý nó là như vậy. Thế nên trong quá trình mà các bạn chơi game á, con này nó nóng lắm, nó nóng thực sự luôn. Nhưng rõ ràng hiệu năng nó là thứ mà con điện thoại này nhắm đến, nên chúng ta phải chấp nhận ở cái điều đó. Ok, nên nói chung về mặt hiệu năng khi mà gaming thì không có điều gì phải bàn cãi đến cả. Cảm ứng trên con này thì nó thuộc dạng top 1 rồi, nên là chắc cũng không cần phải nhắc đến quá nhiều. Tuy nhiên, có một thứ mà các bạn sẽ phải lưu ý là với 165Hz trên cái điện thoại này thì thực chất ra nó sẽ chỉ là màu trong cái quá trình các bạn lướt lướt như thế này thôi, các bạn vuốt vuốt như thế này thôi. Chứ ở thời điểm hiện tại, những cái tựa game hỗ trợ lên tới 165Hz trên điện thoại ấy,
gần như là không có, theo như mình nhớ là như vậy. Hoặc là mình chưa tìm ra những tựa game nào hỗ trợ đến mức độ như thế. Một vài những tựa game thì hỗ trợ lên tới 120fps thì cái điện thoại này cũng đều có thể đáp ứng một cái rất tốt, rất ngon và cũng không có gì phải bàn đến quá nhiều. Nhưng mà thực tế trong quá trình mình chơi game, những tựa game quen thuộc như Liên Quân, Liên Minh các thứ chơi 60fps vừa đỡ tốn pin, vừa đỡ nóng máy, vừa nhẹ nhàng. Ok, rồi đến cái thứ hai về mặt gaming của mình rất là thích, đó là Game Space. Đây, đây mình có một cái nút gạt lên cái là chúng ta sẽ truy cập vào phần Game Space để các bạn có thể lựa chọn những cái tựa game ở đây. Và cái quan trọng là trong quá trình chơi á, các bạn có thể tùy chọn một vài những cái tính năng mặc định, ví dụ như là đây, tựa game PUBG này, các bạn có thể bật được tâm ảo lên. Các bạn thấy chưa, mình đã bật sẵn tâm ảo này. Mình có thể mở được cái mức FPS đang hiển thị ở đây lên là như thế nào, và để mình có thể theo dõi được luôn cái mức FPS trong quá trình mình chơi game. Hay thậm chí nó còn có luôn cả phần Magic Void này. Cái này mà mấy ông giả gái á, thích lắm. Tại vì bật cái Magic Void này lên là các bạn có thể giả giọng gái. Thế để mà khi mà các bạn đi lừa dai á, thì nó cũng dễ hơn. Hay thậm chí các bạn còn có một vài những cái liên quan record rồi macro, hay thậm chí các bạn có thể gắn cái nút trigger vào đây để giúp các bạn có thể có thêm một vài những cái thao tác các thứ. Tuy nhiên thì do mình đã quá quen với cái nút trigger trên ROG Phone, thế nên mình thấy là cái rung phản hồi của con này ở cái phần e-trigger này nó không đã cho lắm, và các bạn cũng sẽ mất đôi chút thời gian để có thể làm quen. Nhưng nói chung là với những cái tính năng liên quan đến Game Space như thế này thì các bạn cũng sẽ có rất nhiều những cái trải nghiệm thú vị để mà giúp các bạn gaming một cách tốt hơn. Và cái đặc biệt hay á, đó là khi bật cái chế độ này lên thì gần như các bạn sẽ không bao giờ bị phân tâm bởi bất cứ một cái thông báo nào, cuộc gọi nào đến, thậm chí các bạn có muốn thoát ra ngoài thì cũng không thoát được luôn. Mà khi mà chúng ta muốn đang ở trong game này đúng không, muốn thoát ra ngoài các bạn bấm vào đây, bấm vào back này hoặc là bấm vào Game Space, quá ấn tượng về cái mặt trải nghiệm luôn. Rồi, nói chung đó là mặt game, mà đó cũng là cái mặt gọi là ấn tượng nhất và mạnh mẽ nhất trên con điện thoại này. Vậy thì những thứ khác thì sao? Màn hình của con này thì thực tế mà nói thì mình đánh giá nó không quá cao, tuy rằng độ mượt và màu sắc hiển thị khá là tốt, nhưng độ sáng tối đa của nó thì không thực sự là đến mức kinh khủng giống như một vài những mẫu flagship đến từ nhà Apple, iPhone hay là Samsung. Thế nhưng thông số thì nó chỉ vào khoảng tầm 630 nit, và mình có thử trải nghiệm ngoài trời á thì hơi nheo nheo mắt một chút xíu. Nói chung là vẫn có thể nhìn được nhưng mà nó không thực sự là mắc đã. Và cũng đúng thôi, có 14 triệu mà đòi hỏi chỉ nhiều, đúng không? Hay camera của nó, thực sự nó là một cái gì đấy mà nếu như gạt bỏ đi yếu tố gaming thì mình không chấp nhận được một con điện thoại 14 triệu như vậy. Nó không thực sự là đẹp đâu các bạn, tốc độ chụp, delay, thậm chí ngay từ đến cả cái giao diện để các bạn chụp hình như này này thì nó cũng thấy nó cứ sao sao á. Nói chung là học tập một vài những cái liên quan đến Pro các thứ kiểu như này, nhưng cái quan trọng là cái chất lượng chụp hình thì mình thấy nó không ngon các bạn. Thậm chí ngay cả đấy, cái chuyện mà chuyển qua cái chế độ chụp góc siêu rộng còn phải vào chế độ Pro mới chuyển được qua, cười vãi trưởng luôn. Nói chung là camera thì bỏ qua đi, nhưng được cái camera selfie thì nó lại ok đấy. Mình có thử vài tấm vừa rồi, các bạn có thể thấy màu da của mình lên khá là sướng mắt, đẹp, hồng hào, dễ nhìn. Tuy nhiên thì bởi vì cái thuật toán làm mịn da của nó hình như là nó vô phương cứu chữa với cả quả mặt đang hơi nát của mình thì phải, nên là nhìn nó vẫn hơi ghê, nhưng mà nói chung là nhìn cũng được. Và có thể là nhiều bạn cũng sẽ quan tâm đến cái vụ này, đó là quan tâm đến cái micro thu âm. Tại vì mình tin là sẽ có nhiều bạn muốn trải nghiệm, ví dụ như chơi game, trong quá trình mà các bạn chơi game các thứ thì các bạn sẽ muốn côn tim hoặc là chửi nhau với đồng đội các thứ kiểu như vậy, thì đây là cái âm thanh được ghi lại trong quá trình mà mình quay video. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ phải lưu ý là trong quá trình mà các bạn chơi game, nếu như bạn nào bật cái fan lên á, bật quạt tản nhiệt lên á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng một chút bởi cái tiếng đó, thế nên cái micro cũng sẽ bị ảnh hưởng đi một phần. Được cái là khả năng khử nhiễu âm thanh của Red Magic thì làm cái khoản đó rất là tốt, thế nên nói chung là các bạn có thể yên tâm trong cái mặt trải nghiệm sử dụng hàng ngày, game cùng các thứ thì cũng khá là ngon. Vậy các bạn nghĩ sao? Như vậy mình nghĩ là đủ rồi. Đi sang một vài những yếu tố khác thì con này có hệ thống loa stereo rất là chất lượng, sạc thì là sử dụng cổng Type-C, và nó cũng còn luôn cả jack cắm tai nghe 3.5mm ở phía trên để giúp các bạn có thể kết nối đến tai nghe và chơi game một cách tốt hơn. Thiết kế của nó thì mình đánh giá mức khá là cơ bản. Thực tế mà nói thì khi cầm trên tay á, có những cái phần vát phẳng ở phần cạnh như này thì mình sợ là phần góc nó sẽ bị cấn vào tay. Nhưng rất may một cái, những cái phần góc này thì Red Magic để làm cho nó rất là mềm, rất là tròn, nên cái cảm giác cầm nắm sử dụng thực tế thì mình, góc nhìn của mình đánh giá là khá ổn, chứ không gặp những cái vấn đề quá khó chịu trong quá trình mà các bạn sử dụng. Tuy nhiên thì cái ốp lưng tặng kèm sẽ là cái thứ đầu tiên mình vứt đi, bởi vì nó xấu một cách đau đớn, xấu một cách vãi cả đạn luôn, nên là mình bỏ qua. Ok, mặt lưng thì làm bằng kính và bóng, bên dưới sẽ là một vài những họa tiết hoa văn và những cái đường led này, và thậm chí logo cũng sẽ có đèn led ở phía bên dưới luôn. Nói chung là khá đẹp và ấn tượng. Mình chỉ không thích duy nhất cái logo Tencent Game ở đây thôi, tại như bỏ cái logo đấy thì chắc là nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà phải chấp nhận thôi.
nhờ có logo đấy chúng ta mới có con điện thoại này với mức giá tốt hơn đấy các bạn. Phiên bản kết hợp mà. Ok, tóm gọn lại với Nubia Red Magic 6 6 nha các bạn nhé, không phải 6 Pro. Thì thực sự cái mà mình cảm thấy vô cùng hài lòng cũng chính là cái thứ mà nó làm tốt nhất, đó là trải nghiệm gaming. Nó sẽ vẫn có một vài những thứ khiến các bạn khó chịu, ví dụ như là nhiệt độ thoát ra bên ngoài thì quá nóng và tay của bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì vấn đề giải quyết lúc này các bạn sẽ cần thêm những cái quạt tản nhiệt ở bên ngoài để mà tay của bạn sẽ chịu hơn, kiểu vừa tản bên trong vừa tản cả bên ngoài nữa. Ủa nó lại được thực sự luôn đúng không? Kết hợp với khoản camera của nó thì không chấp nhận được. Thì đó là những thứ mà mình cảm thấy không hài lòng thôi. Còn lại từ thời lượng pin, từ sạc, từ màn hình, từ micro, từ loa ngoài, đặc biệt là từ cái hiệu năng, khả năng giữ xung nhịp cao của nó trong khoảng thời gian dài á, thì đúng là con này thuộc dạng top 1 thế giới smartphone gaming rồi các bạn. Các bạn nghĩ sao về Red Magic 6? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhá. Cảm ơn Rick Tiên Mobile đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.